Mới uống hết trơn tàu sữa. Đây mới đẹp mà. Mà uống mấy thau sữa. Đẹp. Để lần đầu tiên mình để đông nó lạnh. Bỏ vô nó. Nó đẹp nhé. Nó đẹp nhé. Nét đẹp. Giống giống còn sớ. Không mà nhìn mặt nó từ từ chứ không. Lấy cái mép của mẹ mẹ nó cái nét đẹp. Chao ra nó nét đẹp vậy. Hên quá. Thả xuống dài dài. Cái ông giáo sư còn nào? Nó ngủ. Con đen trong kẹt. Cái chân đè lên kìa. À. Không có đè đâu. Không, yên tâm đi mấy con. Mấy con uống khỏe rồi đừng lo nó, lo con này nè. Trời con đen nó làm vui lủi làm sao mình đó mình đó. Nó uống nu. Ăn giùm không? Ăn dạ. Mẹ nó hả? Ở đó có 6 con mà nó uống nổi. Nó bú quá trời chịu đủ nổi. Quá trời. Nó con đi bò kiếm lo ngon luôn. Bây giờ con này hả? Em mua 4 hộp sữa vậy đó. Ngày uống sữa uống hết mà. Uống sữa uống hết luôn. Ăn cơm uống sữa là riêng nữa. Tối uống rồi tới 10 giờ uống chập nữa, 20 sữa lận, 2 tô sữa mới ngủ. Cho uống 20 sữa mà. Mùi mút về. Riêng sữa là riêng nữa. Mùi mút về về cơ mà. Đó này nó sấy uống từ nhỏ tới lớn. Nó uống. Cho mẹ nè. Nó hai con kia nó con này đẹp con kia mà cuối cùng con kia chết. Mà con này không chết. Ừ. Con này đợt bệnh trước chứ bộ mà. Bệnh trước không chết nè. Ừ, uống con mình. Kia. Nó bú xong nó dặn mình nè mọi dài. Cháu ơi đi không? Còn là mặt đen không chứ dở đâu. Anh sợ mấy thấy mấy con chó đốm đốm mà lùng lùng nó qua nhảy tơ trời nó đẻ đốm nó tự tử. Cho là đó. Chó đốm mà tẻ nhất. Đốm mà nó có mớm nữa không? Đốm mà nó tùm lum hết trơn nó xấu lắm. Ai ngờ đẻ còn con nào vui dặn là phải là chưa không cần sấy trước mắt là dặn trước đi. Sấy nữa là tốt. Ai ngờ đẻ là toàn là dặn không luôn. Nguyên một bài giảnh. Con kia nó đen nữa. Nhất giảnh gì vậy? Con đen là con giống con mẹ nó đó. Đẻ anh con rồi đó. Nè, con này giống mẹ nó nè. Chú Phèn á, chú Phèn á. Chú Phèn á. Nè. Phèn này là gì? Ừ. Đẻ nữa rồi đó. Không, con này đẹp nè, con nên nó nè. Nó giảnh với mẹ. Ủa rồi. Nó dễn luôn, dễn lửa luôn nè, nó không có hàng đâu, dễn lửa luôn nè. Nhưng còn nhỏ nó vậy nè, mà nó không phải dễn lửa nổi bằng con này. Nhưng con này nó dễn lửa luôn nè, nó dễn lửa luôn á. Không có hàng đâu. Không có nào hàng nhưng á. Con này dễn lửa nè, nè, thấy không? Nè, nè, hàng đâu? Nghiêng đớn nè. Chết, thằng ta đứng luôn nè. Tóm tắt cái hàng ăn trộm ấy, vô nhà người ta ăn trộm là có khả năng nó sống hơn bị bắt hàng trộm chó bắt dính. Cái kỳ cục hồi đó vậy. Ăn trộm người ta vẫn đánh sống mà bắt hàng trộm chó ra đường ai cũng đánh chết chứ. Hồi đó giờ luôn, đốt xe hồi đó nguyên hồi đó giờ luôn. Mà không biết kỳ sao nó ghét hồi đó vậy. Xong sớt, ra nó cũng bị bệnh. Đó. Không có con nhỏ nó bú dữ chứ nãy giờ. Cưng ở đây á, không chút xíu đẩy bỏ tiêu rồi. Hôm nãy ruột ruột nó đẩy bỏ tiêu rồi. Phải nằm, trời trời qua nay nè. Hồi sáng nè, hồi mới này dắt nãy nè. Anh với anh ba ra nhìn thấy rồi, ra nó tính đâu nhất chết rồi á. Không nhúc nhích, nó ôm như bụng họ không còn nhúc nhích luôn. Đưa vú luôn, nó không nút nổi luôn. Bắt đầu lặt cả miệng, múc sữa đổ vô. 8 con. Nó uống chút xíu rồi, bắt đầu nó dậy rồi. Bắt đầu đưa xuống mới bò nổi á. Hồi nãy đi mới cắn được rồi nè. Hồi nãy là cắn không được luôn. Múc sữa xuống. Sao cùng. Mà ngay con nữa. Bây giờ để tao cùng nó bị đẹp trên bụng biết lâu mà. Út nó bị út mót. Nó 7 8 giờ 7 giờ tối.